châu long nàng. Tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của Từ Thanh, để ngày ngày nàng vẫn tóc xoay vương, tưởng như ta vẫn xoay chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng lòng lòng ý quyền. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng ý thiên ý. Quyết em chẳng đổi ra tưởng những lúc mặn đi nóng ngay lửa mà kẻ tôi thừa nay phút không phải biệt đi. Anh đây chấp nhận.